Hôm nay mình muốn thông báo cho tất cả các bạn biết một cái tin buồn, đó chính là anh New Smoke vừa bị tai nạn xe khá là nặng, phải may 10 mũi ở phía bên phần tay phải luôn, máu chảy rất là nhiều và vết thương rất là sâu. Buồn thiệt sự luôn, gần cuối năm rồi mà còn bị xua đuổi nữa. Nên là hôm nay mình và các bạn cùng theo chân mình qua thăm anh Nhu, xem coi tình trạng của anh Nhu hiện tại như thế nào nha. No. Đã đi đeo của sĩ Phương á là không bao giờ buồn hết trơn á. Mình đùa với các bạn vậy thôi chứ thực sự là anh New Smoke đã đỡ hơn nhiều rồi ha. Sẵn tiện mình qua thăm, mình phải rắc thêm, bỏ thêm một chút báo vô trong đó nữa. Thì báo như thế nào? Mình qua mình thăm bệnh là mình phải có quà mình tặng cho người bệnh đúng không? Thì đây, mình có chuẩn bị một cái món quà vô cùng đặc biệt dành tặng cho anh New luôn. Và đố các bạn bên trong có gì? Nếu mà thắc mắc thì mời cùng đi với mình nhé. The next day. Được rồi, mình vừa phi con chiến mã tới nhà anh Nhu các bạn ơi. Trời, nhà anh Nhu bự điên. Rồi các bạn thấy không? Rồi nhà anh Nhu nè, biệt thự luôn. Rồi đi làm 10 năm là có thiệt rồi các bạn ơi. Trời ơi, dữ luôn. À, bấm chuông nè, có cái chuông bấm thử. A few moments later. Trời ơi, hello anh Nhu. Này qua, em qua em thăm anh. Thăm anh? Đúng rồi, tay cái tay anh bị đau đó, em qua em thăm anh nè. Đó, anh nè, rồng tới nhà tôi. Anh biết sao không? Tại vì mấy bạn ở trên group á, cũng có hỏi cái tay anh bị gì á. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Đó, bây giờ là em vô em thăm anh, sẵn em có quà tặng anh luôn. Đi, 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 đi. Có quà luôn hả? Có quà, có quà. Ta. Lát, lát nữa vô, đừng nói sau. Đi, đi, vô, vô, okay, em, vô hỏi thăm cái tay anh rồi anh chia sẻ với mấy bạn biết là anh bị gì nha. Ok. Vô. Ủa, nhà nó đục gì vậy? Thấy hôm nay em qua nên tục. Nó đục. Tục cái. Ờ nhưng mà ồ anh Nhu nói rồng tới nhà tôm là không phải rồi, nhà anh Nhu bự tổ bố luôn mà phải gọi là tôm xin được phép sang nhà rồng chơi mới đúng á. Tôm qua nhà kỳ lân. Ok rồi. Trời ơi, nhà xịn quá các bạn ơi. Edit lương tháng 100 triệu mà. Á đù. Dữ luôn. Edit lương tháng 100 triệu là công ty trả 20 rồi nhà cho thêm 80 đúng không? Xin mời. Ok anh ơi, quá đã luôn, anh Nhu mời vô phòng luôn. Trời ơi. Rồi anh Nhu giới thiệu vòng phòng anh Nhu có gì đặc biệt cho mọi người biết thêm anh Nhu. Phòng anh có gì đặc biệt hả? Đúng rồi, hôm nay em qua em thăm anh mà, sẵn giới thiệu phòng luôn. Nani? Ở đâu? Ở đâu? Gì ghê vậy cha? Công an bắt sao? Trời ghê chưa? Ủa giống thiệt hả? Ủa sao nó giống thiệt quá vậy? Rep 11 thôi. Ủa cái đó nó Ủa cái đó nó bắn có đào mà anh. 90 mét trên dây. 90 mét trên dây hả? Ủa là nó bắn đạn thiệt luôn hả? Bắn đạn thật. À, ok. cũng là chữ thờ á. Cũng là chữ thờ. Đây, phòng biệt điều. Đây là những lúc làm việc căng thẳng bắt đầu sẽ giải tỏa stress. Damn! Đù cái gì? Phòng anh Nhu nhiều cái nó không mà phòng anh Nhu là nhìn vô cái là thấy nam nha. Nhiều cái nó sát thương nhưng mà nhìn vô cái đù. Cái gì vậy ta? Lego cầu lông. Trời ơi, đúng là người đâm. Năm sĩ. Năm sĩ hả? Cái đó mà năm sĩ hả? Thiệt mà. Trời ơi. Ủa mà cái đó là mình người ta xếp sẵn hay về mình tự xếp anh? Trời, 2 tiếng đồng hồ của anh á. Trời ơi, năm sĩ hả? Năm sĩ. Ủa nhưng mà nó có theo dạng là cái mô hình đưa ra không hay là mình tự xếp theo ý mình? Ờ phải có chứ em chứ sao anh tự xếp được vậy em. Đề cao anh quá vậy. Vậy em hơi đề cao anh thiệt. Những góc chuột. À đù. Nhưng mà logo Unet là không được nha, logo Binbi nha. Nó không có logo Binbi. Em in, anh phải in chồng lên. À ok ok, đó này qua. Nè, nhân viên Binbi, các bạn thấy gương mẫu không? Đây đây, mấy bạn biết sao không? Mặc dù mình bị chấn thương, mình ở nhà nhưng mà mỗi ngày mình đều làm việc. Mình làm việc trên cương vị là đứa của Binbi thì mình phải mặc đồ của công ty. Trời ơi, không trời ơi. Không mặc đồ ở nhà được, sếp trách nhiệm. Sếp thích điều đó anh ơi, lương anh chắc chắn ta. Ở kia em thấy có chữ Kido kìa. Kido đúng không? Anh đọc được Kido đúng không? Kido. Kido, à là cái anh TV nữa là cái kênh của mình. À, là kênh anh Nhu, đợt mình biết anh Nhu là anh Nhu có làm kênh vlog về đi phượt các bạn nha. Đúng không? Ủa anh này có cái gì anh? Cái đồ bị đánh pizza đúng không? À đồ, anh Nhu giấu hàng hả anh Nhu? Cái này là cây gậy nó muốn chạy. Gậy nó muốn chạy hả? Ờ cái cây đó cây anh Nhu sắm nhìn vô đập ăn trộm đúng không? Thấy ghê quá. Có chuyện nữa ta. À đây. À cái này là cái huy chương. Ghê. Yeah. Ảnh gia đình vợ, mong anh tặng cho vợ. Ờ nhưng mà đâu nói giới thiệu cái huy chương nào danh giá nhất đi anh.
danh giá nhất hả? Ừ. Hạng 3 Remix. Hạng 3 Remix. À, mới trường Remix là 2019. Dạ. Năm 2019. Dạ. Đây Remix là đánh giải là được giải 3 là ok quá bét rồi. Đơn đúng không anh? Đơn đơn. Ok, rồi. À đúng rồi, dàn PC. Dàn PC này vợ mua hả? Không mà PC này dạo này vẫn ok á, sức file rồi đồ là rẹt rẹt á. Đúng. Em biết chắc chắn là... Ô khoan. Từ từ. Từ gì vậy? Quà anh đâu? Quà. Sau này em kiếm có quà. Chưa. Từ, quà lấy mình sau giờ thôi, anh Nhu chia sẻ về sao anh Nhu bị cái tai đi. Nãy giờ chắc mấy bạn cũng thắc mắc, giới thiệu phòng xong giờ mình chia sẻ về cái tai. Phải là đầy đủ từ đầu đến cuối mình mới được phép nhận quà chứ. Anh sẽ lấy về một cái ghế. Ok. Anh em mình sẽ còn trò chuyện với nhau. Đúng rồi, chờ, đúng rồi, cho mọi người hiểu đầu đuôi câu chuyện chứ. Nope. Không có ghế. À. Coi nè. Ok. Oh my god. Ra lấy thôi. Ra lấy. Ủa tính ra là anh bấm tay cái nó tới đó rồi, bấm tay cái ra lấy luôn. Ừ. Anh em tưởng là anh bấm tay cái nữa là chiếc ghế phải bay vô luôn chứ. Không, phép anh chỉ tới đó rồi hả? Anh có phải mang cái vào chứ không? Đây. Đeo mít vô anh trai. Đeo được không? Thôi, cái tay nhìn ghê quá để em đeo cho. Nhiều khi mày đéo đeo. Cái gì chứ, mấy cái này em lo được mà. Rồi, cái này anh Vua Red Simboy đúng không, mấy vị đúng không? Gần như vậy, tại vì nó hôm đó là một buổi chiều tối. Lúc đó là đi nhậu với lại giáo sư bét nhà. Cái này mình sẽ nói một cái là may mắn, tại vì cái quán đó cũng gần nhà. Yeah. Với lại hôm đó là hai vợ chồng đi là đi xe của vợ chứ phải đi xe của anh. Yeah. Đi thì không sao, tầm khoảng chục lon rồi đó. Lúc đó thì nhậu xong là 1 giờ sáng và khi mà đi về á thì anh có một cái thói quen, cái này không phải là biết trộm vía hay không. Yeah. Nhưng mà khi mà anh đi chiếc xe của anh, mặc dù anh xỉn quắc luôn, nhưng khi mà anh đi chiếc xe của anh thì chắc chắn trộm vía là anh sẽ về tới nhà an toàn. Còn đi xe của người khác thì anh không biết. Bữa đó đi xe vợ. Tới còn gì. Đây. Tại vì xe của mình á là xe mình là bánh gai địa hình, cho nên là những cái khúc mà ôm cua mặc dù có nước trơn đi chăng nữa mình vẫn rất là tự tin. Còn hôm đó thì nói chung là bia rượu nó cũng thấm vô rồi đó. Xe Vision thì mọi người biết cái bánh thứ nhất là nhỏ, thứ hai là nó không phải bánh địa hình, nó bánh rất là trơn. Xui. Khúc đó là cái khúc ôm cua quẹo phải qua, nó có một cái vũng nước ngay đó luôn. Và khi mà mình vừa quẹo qua nó trượt bánh. Và thế là rất là Chưa té hả? Thôi. Ví dụ như mình té thì mình xây xác bên ngoài giống như là những cái này. Yeah. Thì không. Yeah. Khi mà trượt con cái té thì ngay đó có một cái thùng. Cái thùng đó là đựng kiến bể. Rồi. Gọi là miếng chai á. Trời ơi. Tới công chuyện luôn. Đó. Tới công chuyện luôn là nó thành nguyên lỗ vậy luôn. Lúc đó khi mà anh té xong đúng không? Lúc đó anh kiểu như là bia nó thấm vô rồi đó, nó nhậu xỉn quá. Cái nó không thấy đau. Chỉ mới nhìn lên, ôi trời ơi. Ôi sao máu không vậy? Lúc đó anh nhớ nha, là cái vết thương của anh là nó sẽ hở toát ra luôn. Rồi xương mày. Có lòi xương luôn. Sâu lắm, vết thương nó sâu lắm. Lúc đó cái miếng chai nó phần cắm này nè, cái xong lúc anh rút ra là anh biết nè, ôi máu đâu. Quá trời. Rồi và đụng một cái là vợ mình chở mình vô bên trạm xá. Hên một cái là trạm xá cũng gần đó. Đó chở vô thì bác sĩ thấy ồ cái này sao? Từ cái anh. Phòng anh nãy giờ em thấy nhiều cái đồ bạo lực á. Mình có cái cọng không anh? Cái cọng số 8 á hả? Đúng rồi. Có nhưng mà anh sừng dùng với vợ anh. Yeah boy. Bạn nhớ anh Nhu nha, uống bia rượu xong rồi không được phép chạy xe nha. Thấy anh Nhu không? Nhu minh chứng nè. Không, lúc đó tại vì á, lúc đó cũng ý y là tại vì nhà gần. Nếu mà mình nhậu mà kiểu bét nhẹ là mình chỉ ưu tiên lựa những quán nào mà nó gần nhà thôi. Nghĩa là gần mấy người bạn của mình á, nhà giáo sư cũng vậy, cũng gần đây thôi à. Đó, còn nó đi xa đố ai dám nhậu. Vẫn minh hoàng các bạn ạ. À. Rồi, thì dạ nói tiếp câu chuyện vô chạm xá đi anh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi, 10 mũi. 10 mũi. Hôm đó là bác sĩ thì chích thuốc tê vô đúng không? Rồi, cái bắt đầu kêu anh cử động ba ngón tay này nè. Coi là cái gân rồi ok hết không? Coi như là trộm vía là hên á, là anh không bị đứt gân. Dạ. Nghĩa là ngón tay vẫn cử động bình thường. Dạ. Nên là chỉ may thôi. Vụ việc xảy ra cách đây khoảng 1 tuần rưỡi. Tới chủ nhật tuần này nữa sẽ là 2 tuần. Và chủ nhật này anh sẽ đi cắt chỉ. Yeah. Lúc mà mình bị xong mình may vô xong thì mình nghỉ một ngày và sau đó mình thử kình cầm con chuột á để mình bấm thì ok, vẫn bấm được, nghĩa là hai ngón này vẫn hoạt động được bình thường. Okay. Còn bên tay này, trái thì là... bấm máy thôi. Okay. Đó. Ra tiến độ video hơi chậm xíu. Nhưng mà cố gắng làm được. Quà đâu? Xong hết rồi, kể xong hết rồi. À, đầu đuôi câu chuyện nha, nhưng mà các bạn nhớ nha, rút kinh nghiệm định nhu nha. Nhậu xong mà không được không, nếu mà xe. Hôm đó mình chạy chiếc xe của mình á thì mình vẫn ok. Ok, rồi ok, đây quà. Phải có quà chứ, trời ơi. Đây. Quý hóa. Nè, quà của Nhu hôm nay em có chuẩn bị một phần quà đặc biệt của Nhu trong đây nè. Anh Nhu khui ra đi. Nanoflare. Yonet Nanoflare. Anh pha liên minh mà em. Nhưng mà
Nhưng mà anh cứ mở ra đi, chắc chắn anh sẽ mở. Chưa gì thấy hơi thất vọng rồi đó. Ôi cha. Ôi, Nano Flare Next Stage. Trời ơi. Ôi, cái vật này mới ra mà. Đúng rồi, vật đó mới ra, đúng không anh? Này em tính. Dữ ta, trời ơi, đúng là. Em chuẩn bị lên video cái này cho mấy bạn rồi đó. Rồi, đúng là rồng đến nhà tôm. Ở lộn, rồng đến nhà Kỳ Lân nữa rồi. Ok. À, anh biết nè, cái này là em tinh tế nè, anh phải khen em nè. Phương biết mình bị tay phải, mình nếu mà mình hồi phục á, mình đâu đánh được mấy cây vật 3 ô đâu, mình phải tập lại từ từ. Quất anh cây 4 ô liền cái gì? Trời ơi, cây này chắc cũng mắc lắm á. Có em nhiều nha. Trời ơi, tự nhiên cái mình bị này cái được tặng cây vợt. Quá tuyệt vời. Trời, đúng là em trai của anh đó, phải vậy. Vậy cây vợt này là lát nữa em đem về nhà em quay. Còn cái phần quà của anh á, nó còn nằm trong đây. Nó giá trị hơn so với cây vợt này rất nhiều. Em hứa với anh điều đó. Giờ nó phải của anh à? Vợt này em đem về nhà em quay. Anh Phan Lê Ninh, em biết anh Phan Lê Ninh mà sao em tặng anh cây Unet được. Ủa là sao từ vậy? Từ trong đây còn gì nữa? Trong đây phần quà giá trị hơn, cây này gấp đôi cây này. Cây này là hiện tại có giá 1.7 triệu. Sắp phim B. Ừ. Mà phần quà em đây gấp đôi luôn. Gấp đôi. Anh tin em có bao giờ em lừa anh đâu. Trong đây còn gì nữa đâu. Đây, quà của anh Nhu nè. Chết mẹ, bị dính mày à. Quý anh Nhu lắm, em mới tặng quà cho anh Nhu đó. Oh really nè. Đây, giới thiệu cho anh Nhu, đây là cái thẻ nhớ SAM 4GB. Cái thẻ này trong đây là có 20 cái video ngắn. Hả? Rồi rồi. Chưa. Anh Nhu đừng có vui sớm nha. Và cái thẻ này là cái thẻ 128GB. Trong đây có 10 video dài. Với tính khó xử thế rồi, này chỉ cần một nụ cười tự tin. Thứ 5. Thế nào mình vừa họp xong nãy bên công ty xong á. Thì em cho anh Nhu thời gian, anh Nhu edit tới chủ nhật có giúp em nha. Cái gì? Ý là mấy bữa nay tiến độ chậm quá, lên video không có mấy bạn coi kìa. Em vừa hồi nãy không thấy là em bị sếp nói hả? Thì anh Nhu ráng edit tới chủ nhật có nha. Rồi vậy ha. Thì anh Nhu ráng edit tới chủ nhật là có đủ hết. Thì em mới nói với anh Nhu chứ vẫn không đủ là chắc em kiếm edit mới. Chứ giờ tiến độ chậm quá. Rồi vậy nha. Ok. Thì em về quay cái cây Nano Flare Next Stage này. Thì nó tay anh nhiều cái. Thôi quên, cái tay phải bị cùi. À quên, bị té. Rồi bây giờ anh Nhu cố gắng Nhu làm nha. Thì nãy giờ em giới thiệu mấy bạn nhà anh Nhu chồng rồi đó. Thì mấy bạn chúc, nếu mà muốn chúc anh Nhu nhanh hết cái tay á, thì nhớ like, đăng ký kênh. Ok, thì nhớ làm đủ nha. Công việc ra công việc, thăm ra thăm. Giờ em quay cái cây Next Stage này đây. Mấy bạn Nhu nha.